Không đưa tiền mà đòi đưa nữa, đưa thì bà đưa hết cho nó rồi. À, vậy là chú đòi tiền con trai chú là để đưa cho bồ. Để tôi còn gỡ nó cấp giùm tôi một tí nữa mà. Đó. Còn đây. Con là hôm đấy quyết định là kèo thơm này mới đi sắm vàng đấy. Là bị điêu đó. Điêu là điêu thuốc lào đã quá. Điêu thuốc lào này cao quá. Dạ mới đi sắm vàng. Điêu thuốc điêu lên là một cây này. Dạ. Điêu là một cây vàng. Một cây. Cây là hôm bữa chú mua cái vàng giá nhiêu? Bảy mấy? Ừ, bữa nay mua 63. 63. 63 chú mua sao không có rẻ à? Ừ. À đầu năm đúng không? Ừ, đầu năm. À đúng rồi, đầu năm 63. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đầu năm 73. Còn giờ thì bảy mấy không? 75. Mà nó chuyên mọi việc gì của nó tôi lo từ A tới Z hết, không từ cái túi mang đây tôi cũng đi may cho. Rồi cái gì tôi lo nó sai gì là tôi chạy cái đó. Thế là cô ta đi bây giờ không lời từ biệt luôn. Bây giờ nó về rồi nó ở nhà chồng nó hấp mốc đây, nó gì mới gì chủ nhật đây. Bên chồng nó, thằng chồng nó về điện tôi lên đây. Nhưng mà hôm qua nay tôi không lên được, nó bây giờ chú lên, con em chồng nó giờ chú lên cũng làm gì bà vô nhà bà đóng cửa bà ở thôi. Chỉ còn hổ kêu bà mở cửa thôi. Chỉ giờ chú lên hiệp sĩ Bình Dương mới được. Xuống tập, nãy giờ bà ngồi nhà chị hai đây, bà chửi chú quá trời giờ. Bây giờ cho con hỏi, tất cả vàng bạc chú đưa cho người ta là đưa cho Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều để giúp các anh, các chị, các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa. Để về đây mục đích chính là để tìm người thân. Có rất nhiều các anh hoặc các em trai về đây trong thời gian gần đây phải nói là rất nhiều, tất cả các tỉnh để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Có rất nhiều câu chuyện thực sự là rất đau lòng, rất nhiều chị gái hiện nay đi còn ôm theo cả và một vài tỷ mà thậm chí nhiều tỷ đồng của gia đình dành dụm bấy lâu nay mà tin tưởng vợ phải giao tay hòm chìa khóa, đến giờ phút này là vợ cao chạy xe bay và đi sống với những người đàn ông khác, và những người đó chắc chắn là những người không bình thường. Nhưng mục đích chính là người ta nói chuyện ngon ngọt. Rất nhiều chị em gái đến giờ phút này bị sập bẫy. Anh em đã đưa ra rất nhiều cảnh báo cho tất cả các cô, chú, anh chị, đặc biệt là các chị em gái. Nhưng không hiểu lý do nào đó mà một số chị em gái vẫn quyết định bỏ chồng, ôm tiền, ôm vàng và thậm chí lấy cả sổ đỏ nhà đất. Đó, gọi là bằng khoán đi theo người ta. Nhưng hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận một cái câu chuyện là sáng sớm luôn. Có một chú hiện nay, có lẽ là chú trên 70 tuổi các bạn. Hiện nay thân hình chú là phải nói là nhìn thì có lẽ là nhít, nhìn rất phong độ. Thế nhưng mà thực sự là chú sức khỏe rất yếu của chú anh chị. Đó. Nhưng mà vì rất nhiều nguyên nhân lý do khác nhau, chú hiện nay chân của chú này hiện nay cũng không còn đầy đủ. Tay thì hiện nay thì của chú anh chị thấy không? Đây. Tay chú hiện nay thì cũng đó. Hiện nay thì cũng không đủ ngón luôn. Mà đi thì hiện nay phải chống gậy. Đó. Thì mọi người nhìn thì cứ tưởng là chú còn khỏe nhưng mà thực sự chú rất yếu. Nhưng chú mong muốn là tìm được một người gọi là chung thủy để sống, để hàn gắn, để có thể là dựa dẫm nhau những lúc tuổi già. Đấy. Nhưng mà không hiểu lý do nào đó mà đến giờ phút này chú lại bị phải là người ta dụ cho chú một cú lừa phải là vô cùng rất ngoạn mục. Hy vọng là các cô chú anh chị xem hết video này. Dạ con xin phép xin chào chú nhé. Dạ, dạ chú xin phép chào đội hiệp sĩ tỉnh Hải Bình Dương. Trước nữa chào cô bác cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi về đây tôi nhờ đội hiệp sĩ tỉnh Hải Bình Dương giúp cho tôi một việc như sau. Là giờ nói luôn là sao chú? Chú cho con xin phép cho con hỏi là chú tên gì chú? Tôi là tên Dương Đình Hùng. Chú Hùng. Chú Hùng năm nay được mấy mươi rồi? Trong giấy thì cha trên mẹ đế thì sinh 1947. 1947. Mà trong giấy thì chế độ cũ là 1947 mà giải phóng vô làm lộn cho tôi là cao hơn là 10 tuổi cho nên là trong căn cước là sinh 1938. Thì nó vượt lên 10 tuổi nhưng mà hồi đó thì nghĩ thì cũng sửa chữa chi. Ngày sinh thì đúng mà năm sinh thì trọt. Thì thôi chứ cũng có, nó cũng có tác hại vậy thôi cũng để vậy đi. Yeah. Theo tuổi thật của chú là năm nay chú bao nhiêu tuổi rồi? Tuổi thật năm nay là 75. 75 tuổi. Tuổi trâu. Chú cho con hỏi là chú quê gốc ở đâu chú? Quê gốc là tôi ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ồ, Bình Định. Bình Định là mình trước là mình có võ không? Dạ có. Có võ luôn hả? Dạ. Chú là trước là mình đi học võ môn phái là học lâu không? Dạ lâu. Hồi nhỏ mới học để thất là trốn học đi. Trốn học đi học võ? Học võ mà không có tiền thì cứ chui vô cái máng mà bỏ rô mọi nghe. Nằm thấy chú vậy là học lén. Nó ghiền ở đấy á. Các môn thể thao thì chỉ ghiền môn võ thôi. Vậy đã bắn bông chiền đồ không có thích cái môn gì vậy. Môn học võ đó. Dạ.
Chú đã từng mở trường hoặc mở lớp mà để dạy võ huấn luyện đào tạo cho Dạ có. Người khác chưa? Ở quê dạy thì cũng nhiều. Rồi vô đây dạy cho công an Hóc Môn quận 12. Ấy da. Cũng nhiều. Còn là trước đây chú, nếu mà chú dạy cho công an chắc chắn là chú một người uy tín. Dạ. Mà võ sư rất, và nó là một người võ rất giỏi. Hồi trước chế độ cũ tôi dạy cho tiểu khu Vũng Tàu. Vậy là giỏi đấy. Dạ. Nhưng mà tôi lên 21 trận đài, chỉ có thua một trận ở Quang Hải thôi. Ôi, gần như thắng hết tuyệt đối. Dạ. Đẳng cấp. Tại vì cái then tôi quấn độ chốt là độ then nặng. Là tôi chấp nó 6 ký. Chấp 6 ký? 6 ký mà phía 12 giờ cái sân khấu trái bạc nó bị sương mù ở Quang Hải. Nó trơn. Sương mù xuống là tôi phi tôi đá 2 giờ bị biển mà. Cho nó trọt ốp giờ nó đá móc ngay lên ngay chân khỉ. Tức quá thở không nấu, trọng tài tiếp 12 tiếng. Sau. Mình không dạy được? Không lại được, nó bao. Lúc nào, phải là lúc nào? Dạ, cái năm mình thua trận đấy hả? Dạ, cái năm 75 tôi quýnh ở bầy trước Vũng Tàu á. Là quýnh cái nào khán giả vô tay cái đấy, nói thấy bình định quýnh chưa? Đúng quýnh đẹp. Tôi lùng lùng vô tôi quýnh đẹp lắm chú à. Dạ. Dạ. Con nghe thấy Tây Sơn Bình Định là đẳng cấp rồi. Tây tôi người tôi giờ chú quýnh không biết đâu, quýnh cả ngày không biết đâu. Chắc thiệt, 75 tuổi chắc lắm. Từ khi mà vợ lường của đi là tôi xuống 8 ký. Ấy dạ. Trước xuống nhiêu ký? 72 ký 2. Giờ còn bây giờ còn 64 ký à. Thôi được rồi, tuổi mình nhẹ nhẹ ký đi cho nhanh. Dạ. Rồi chú cho con xin phép cho con hỏi, hiện nay chú đang sống ở đâu? Sống ở tại tôi, người hầu tôi ở đây năm Hậu Thân. Nhưng mà tôi, bà vợ là người gái Hóc Môn ở Quýnh bà thua hết thì tôi bỏ tôi về quê. Về quê tôi mới vô tôi nhập lại là 2 năm nay. Nhập lại ở ấp 3 xã Đông Thành, Hóc Môn. Hiện nay chú lại ở Hóc Môn luôn? Dạ, ở Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chú được mấy người con rồi chú? Dạ, hai trai hai gái, hai đứa gái có chồng ở Bình Định á. Thì hai đứa con trai này, một thằng lớn á thì nói chung là vợ chồng nó không có yếu. Còn thằng nhỏ nó nhậu dữ quá thì nó không có giúp gì. Mà đêm khuya thì tụi nó ở xa, điện thoại thì nó bắt máy như hôm bữa. Nó té, cái bò lết lại cái giường rồi ráng lên, nhớ điện có đứa rồi bắt máy. Vậy là mình ráng bò lên thôi. Chứ gọi điện là con là không bắt máy. Dạ, tôi ở riêng ông mình này. Vậy là chú đang sống một mình luôn? Dạ, một mình. Con hiện nay, con vừa rồi con quan sát thấy chú đi ấy, là con thấy là chú có thể là đi yếu. Dạ, yếu. Chú bị sao vậy? Đầu tiên là tai biến. Tai biến thì cái nhà Quỳ Quy Nhơn sắp bằng lộ hầu là mình khóc nó cao hơn mặt đường, sau mặt đường nó nâng cấp lên nó thấp hơn cái sân nó đông răng. Thì bỏ dép để dắt xe vô nhà thì nó trơn, nó té ngửa một cái là chịu hai cái chó xuống rồi, nhưng mà nó cũng chấn động vô cái cuộc sống khổ. Và lưng để lên năm 2019 là nằm suốt một năm là ở bệnh viện Trấn Hưng. Mổ giờ nẹp cổ đồ đầy có đem phim ghê. Cái lưng bây giờ hai cái nẹp trên nóc vậy, hai cái nẹp ngang vậy. Cổ biết đại cho nên là đi đứng nó chèn ép thần kinh. Vì vậy nên hiện nay là chú yeah. Chú đang có những cái gọi là biến chứng của tai biến ngày xưa. Yeah. Xong mà mình không may bị té. Yeah, mà tôi có giấy chính quyền nhà nước là cho tôi một cái giấy là người khuyết tật tháng được 1 triệu. Rồi chú cho con hỏi này, vậy là hôm nay chú về đây nhờ anh em mình xin mình dương ghi hình là chú nói là vợ của chú yeah. Là gọi là lừa chú đi. Yeah. Là chú cho con hỏi là chú quen với người phụ nữ về sau này là quen lâu chưa? Dạ quen thì thưa với đầu hiệp sĩ là tên Hải là quen là lâu, nhưng mà ăn ở mới hôm trước tới từ này. Mới trước tiên? Rồi cô là đầu tiên á là tôi đi bán vé số, thì cô bán dưa dọc đường á, thì cái thằng Tình của bà là bán bên kia đây. Tình? Bà bán đây, bà ở với cái thằng nhỏ hơn là 19 tuổi. Ôi trời! Có hình bóng như đủ hết. Cả giấy căn cứ của thằng đấy luôn. Ôi ở giời. Đồng Tháp. Thì cái bữa bà hẹn tôi lên đi nhà nghỉ với bà, tôi không lên. Bà nói lên đi nhà nghỉ rồi đi với anh Mai. Là bữa đầu tiên đấy, hẹn đứa là đầu tiên. Để kể tôi lúc đầu á, dạ. Lúc đầu lại mua dưa. Sáng để cái bán là 10 ngàn một ký. Tôi sắp vô mua cái dưa. Thì tôi nói cái dưa này nó héo cuống hết rồi, ruột con này nó bí hết rồi, không có ngon lành. Nói kệ anh nuôi giúp đem một cái. Rồi sau lấy cái nhỏ nhỏ. Rồi nó nói anh có người bạn nào mà không vợ mà lớn tuổi không, giới thiệu em ngờ. Em thâu chồng em rồi, em có chồng. Giờ tôi nói thiếu cha gì thì muốn được số ra cho em, đừng ngại người lớn tuổi thì có thiếu lắm thì nhiều lắm. Có anh đây đúng không? Rồi chưa có nói anh đây. Rồi cái thằng phi công trẻ nó nhảy qua nó ngầu bên liền. Ê, thì tức là kèm luôn cái cô đấy không nói nữa. Kèm luôn không nói nữa là đưa số rồi là tôi
cái thằng đó nó có nói là có khi cả tôi đứng đó luôn, nó nói bà vợ chồng bà lấy ông ta biết ông chết bụng bà ở tù á, Ôi nó đâu vậy, trời. rồi là chị nhà tao mới điện À. điện thì thời gian điện qua điện lại quen năm 2000 à. Ồ, từ 2000, Dạ 20 mấy năm rồi. nhưng mà cứ điện thoại cho là cô từ cháu cô đi những thằng khác không hề, Ồ. rồi là cái bữa đó cô nói không có đi nhận ấy, mai lên đây với nay lên đây với anh, mai em đi về với miền Tây em mua ở nhà bà chị em đi mua bán cá đâu. À. Không ngờ là nó đi về nó ở với cái thằng Chứ không phải đi bán cá. không, nó về không đi bán cá nhưng mà xuống nhà ở với thằng kia con trẻ đấy, căn cước nó tôi có chụp hết đủ tài liệu trong sách tôi hết đó. Là ở nó 4 tháng đang chung ngủ chung rồi đấy, rồi là theo lời bà Phạm Thị Bích Phượng kể là nó lường 100 triệu, nhưng mà tôi điện thằng Tú Là nó lừa phi công đấy, một trăm triệu phi công lường 100 triệu, à, phi công bị phi công lừa. phi công lường là ba Ây trăm giời. triệu nhưng mà tôi điện Tú thì nó không có ba tiền đâu mà có, rồi tôi điện tới cái bà Phượng là bán cá bà nó đâu có giữ là 30-40 triệu, có chứ nó 100 triệu. Ai ngờ là cái bà đó chị dâu của thằng Tú à, rồi hôm qua mới điện nữa đây, nói con đâu quan tâm gì bà nữa đâu. Hôm bữa mùng 10 hả, tháng mùng 1 Tết đây là bà đi về xuống bà ở gần đó, mà bà nói láo tôi là bà đem xe xuống tới Long An là cho người ta mướn chạy về vụ Xe gì chơi? là bà lừa tôi, bà đi cho bà hiểu là 28 Tết về nhà tôi để mua đồ sắm rồi 30 29 rồi 30 cũng ăn Tết rồi ra mắt cho con tôi cho nó vui vẻ. Thì sáng mùng 1 bà đi, bà có quay phim bà nói trên xe, bà nói giờ xe người ta thuê xuống Long An về chủ. Ôi trời ơi. Về chủ thì cái thằng phi công trẻ này nó nói là hôm Tết bà có về đây cũng đuổi bà cho bà ngủ một đêm, hỏi bữa bà về bữa mùng mấy nó nói mùng 4 mùng 5 gì đấy, nhưng mà ngủ một đêm rồi sáng cũng đuổi bà đi, con không thích nữa. Mà bà kể bà nói giờ cho phép trên ngọc ngọc mạng cho tôi nói phải nói thật ra hết, Đúng rồi, đúng rồi. phải tục mà có thanh có tục Hơi tục và tí. họ tục cũng phải Hơi hơi nói. thôi, hơi hơi thật ra. Bà nói ơi giờ em về đây thì em không đi bán cá nữa, thì em thích lấy người chồng lớn tuổi biết thương yêu chiều chuộng em, biết lo làm ăn, hồi giờ em có 2-3 đời chồng rồi, nó nhỏ tuổi nó sơ khanh nó đánh đập nó ăn nó cờ bạc đá gà đá đồ đủ thứ hết, thì giờ nói nó quýnh bây giờ em sợ lấy chồng trẻ đâu, em lấy chồng già Cho chắc ăn. cho biết lo làm ăn biết thương yêu em là em, rồi hỏi tôi vô hỏi cho em có ngại không, thì tuổi em với là tuổi con anh là nó bằng 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 với nhau, em có ngại em nói ngại cái gì, ai mà đứng cừ mình hoài đâu, ai chặn đường người khác cừ mình luôn đâu, mà họ có thương mình họ cũng cho đồng nào, mà họ có ghét mình họ cũng cho đồng nào, mình tự lo làm ăn thôi, thì trên đời xã hội mà có nhiều người thương có nhiều người ghét, họ nói gì nói kệ mà họ miễn mình hạnh phúc là được thôi đó. Rồi là tới cái khi mà sắm vàng, tôi sắm tôi hứa bà là sớm trước cho em được tấm lách một lượng, rồi sợi dây chuyền bữa nào đám cưới thì anh sẽ làm cho dây chuyền một cây nữa Ấy giời đồ, khả năng á nếu mà em ở anh thật sự có khả năng anh mua cho em một chiếc quy trình nữa ơi. Ôi giời ơi. nhưng mà Đầu tư tới bến đấy. nếu em thật sự chung thủy với anh ở khi đau khi ốm còn ăn uống anh lo, còn đau đau đớn là con anh lo hết, vì cái phần tài khoản của anh là giao cho con là khi đau bệnh là nó nuôi nào có hết, chỉ em cái công thôi, còn ăn uống anh lo, còn cái việc nhà nội trợ anh làm hết, anh hầu giờ cũng 2 đầu vợ vợ giáo viên cấp 2 anh cũng làm việc quần việc áo cho vợ hết, anh không muốn để cho vợ là làm cái gì, anh siêng lắm cái chén anh rửa anh không để vợ làm, mà cuộc đời anh là anh không muốn phụ nữ anh không muốn vợ, thì bằng tay anh là nó độc thủ lắm, mình muốn là bệnh rồi chết, cho nên anh rất kiên nhẫn, Nói tức rằng bàn tay là võ thuật, võ sư. tức tức không là đập cái chén hay cái tô vậy thôi, chứ còn không Võ có sư. theo quýnh anh quýnh là chết, nếu muốn quýnh một bậc tay cái là con người là 20 phân là có một cái quyệt, từ đây xuống đây là cái màng tang, mà quýnh giá vô đây một cái nhưng quýnh như rè dê quýnh đây là cái này nó vô màng tang là nó giật kinh là chết liền, người là cứ một gan là có một quyệt, Bài chú. Từ đây xuống đây chú ghim với chó là nó bại liền, nó nháy mũi nó muốn nhìn được đó. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay đây là cái việc, còn từ đây xuống rút là bộ giấy,
Cô giá nó kêu là bột cookie, cho nên nó về võ thuật. lên đài có bột cookie để mang bao giấy trên bố quấn xì nhề mà gấu quấn anh em gì đó. Tôi cho con hỏi thế này. Vậy là chính thức là hai người quen nhau từ năm 2020, 2000 Năm 2000. 2000. Dạ. Mà cứ cứ như thế, con là chúng cứ qua lại, cứ đi qua lại nói chuyện thôi. Không, điện thoại không à. Điện thoại và lâu lâu là ví dụ mình mua dưa là mình nói chuyện một vài Không, câu. mua dưa có một lần gặp đó Một thôi. lần duy nhất. Rồi điện thoại nhưng mà cô cứ đi người này người khác thôi. Rồi cái Nhưng mà ý ý con đang hỏi ấy, và từ năm 2000 là đến giờ phút này 24 năm rồi. Mà cứ lâu lâu có nói chuyện như vậy, mà tới quyết định là tới 2024 vừa rồi. Còn 24 năm. 4 năm chứ. Vậy là 2020. 20 dạ. 20. 20. Vậy là trong 4 năm. Năm 19 tôi bị mổ. Rồi, con hiểu. Năm 20. Gọi là trong 4 năm là mình có nói chuyện qua lại điện thoại. Năm 20 21 gì chắc năm 21 chắc. Rồi, qua 3 4 năm gì đó. Và mới đây là ai là người xin quyết định là đến sống với chúng? Hay là Cô Phạm Thị Bích Phượng. Phạm Thị Bích Phượng ha. Cái người phụ nữ này khoảng nhiêu tuổi chú? Tôi cũng cọp 51. Tuổi ông cọp 51. Nhưng mà chú có coi ông sư phụ của chú là ông ấy hai cái tuổi này nó khác khẩu rồi lắm ngang chú. Nhưng mà nhưng có đúng không chú lấy đúng có chú xem căn cước chưa? Có. Người phụ nữ là quê ở đâu? Quê An Giang. An Giang. Đồng, quê An Người Giang. phụ nữ làm nghề gì trước đây chú? Cổ là đi bán cá bán dưa thì bán tầm bậy lung tung mà gặp cổ như đi kiếm màu á gặp chắc đi dụ vậy thôi chứ không phải đúng không? Vậy là người phụ nữ này trước khi đến với chú ấy, chú có hỏi là người phụ nữ này đã từng có chồng hoặc có con gì không? Nếu được biết là ba đời. Ba đời chồng. Ba đời. Chú là đời thứ tư. Còn nhiều hơn nữa thì không biết. Còn nhiều là đi nhà nghỉ rồi linh tinh là cái nào cũng tính. Chắc là phải đếm đếm lút. Đời thứ nhất là ở An Giang. Ở được 4 tháng. Có bầu chia tay. Rồi cái đời chồng thứ hai là Hổ ở Hóc Môn. Rồi thằng thứ ba là phi công trẻ này. Thứ tôi là tôi. Một phi công trẻ mà một phi công già. phi Chú là gọi là phi công già. Phi công già. Đúng không? Chú cho con hỏi này. Người phụ nữ này quyết định đến sống với chú là hôm 28 Tết năm 2024. Rồi, cô hứa là 28 Tết về dưới nhà chú đến để nhà. mà mua đồ chuẩn bị để sắm ăn Tết. Chú con đang băn khoăn đây này. Con thấy chú hiện nay sức khỏe là con nói chuyện rất nghiêm túc. Con thấy chú rất yếu. Mà từ trước là chú vẫn sống như này một mình. Một mình. Sao mình không tiếp tục như vậy đến những ngày tháng còn lại? Nếu mà mình có yếu hơn nữa thì mình nhờ các con. Mà mình phải chọn cách lựa chọn để sống chung với một người phụ nữ hiện nay là mình thấy là nó có rất nhiều điều bất ổn như vậy chú. Cái này nó cũng ngoài ý muốn nhưng mà nó từ đâu nó đưa đến. Chứ bà chợ chú giáo viên á, là cấp 2 á, là ở 17 năm mà bà không có con, là bà nhất là được 4 đứa con, bà hai là giáo viên. 17 năm có con thì bà mất đi. Thì thời gian chú ở 5-7 năm gì đó chú không có thèm khát muốn gì hết. Mà sao? tự nhiên cái cô này cô câu độ cái sao lại muốn vợ chứ biết đâu. Tự nhiên lại thèm luôn. Tự nhiên thèm. Ôi trời ơi. Tự nhiên thèm mà không biết có buồn hay mà chú thương nghe lắm. Bà nói gì nghe đấy, nói gì đưa đấy. Nhưng mà người phụ nữ này chắc nói chuyện ngọt ha. Dễ chịu không? Ngọt nhưng mà cũng nóng tanh lắm. Nóng nhưng mà lại ngọt. Mà chú nhịn không à. Nhiều khi nói mà mắng chửi ngang vậy mình cũng nhịn. Nhìn luôn. Chứ giờ mình nắng lên mình quýnh không được. Đúng rồi. Mình quýnh thì chết. Nói chung là phụ nữ mà mình nhịn là điều tốt. Dạ. Nhưng mà trong cái thời gian là từ khi ở với chú là quyết định là hôm chiều 28 Tết hả? Không, chiều 28 Tết bà hứa bà về. Nhưng rồi. Mà bà không về sáng mùng 1 bà đi về dưới Long An á. Bà kêu cái thằng nào lái xe đi. Bà nói giờ người ta thuê xe dịch vụ là em đi về dưới Long An. Mà về Long An á thì về Long An là sáng mùng mùng 4, mùng 5 gì đi qua nhà với con trẻ này ngủ một đêm. Sáng nó đuổi đi. Mới đầu năm mà đã làm đã rồi, đi làm chuyện đấy rồi. Rồi tôi hỏi mày có chơi không? Nói, ui, bà này ai thèm nữa chơi chú. Bà lo, không thèm đúng không? Lo đuổi bà đi chứ. Mới đầu năm nó xui lắm. Hồi kia bà hứa bà chịu làm vợ. Thì tôi mới cho bà ở. Mà theo bà khai với tôi, bà nào bà nói hùng giống nó đi làm ăn. Mà không ngờ nó gì. Nó muốn lấy tôi, nó vô nó lấy về nó trói tay tôi lại, nó đè nó lột quần nó nhét vô nó chơi. Ôi trời ơi. Vậy với chú nói cho ở đâu có tranh quyền, ở đâu có lập pháp. Đè mà nếu nếp dâm vậy thì đi ra. Không nhưng mà đè đè là trói lại xong rồi lột đồ xong rồi nhét luôn, tự nhét luôn. Tự nhét thì xử.
thì ở đâu cũng có chính quyền, có xã, do ra phường Nhưng mà xã cái người đàn ông ấy kể với chú như vậy. cái con phượng nó kể à kể là bị ông kia, bị ông tướng phi công kia ông đè. Rồi sau thời gian bà nói cho ông không 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 chắc không tin đâu, không có trối, không có đề, đó là tự nguyện đó. Cũng bà nói tí tao mình nói luôn cùng bà hết. Chú cho con hỏi này, vậy là người phụ nữ này hứa với chú là 28 Tết, nhưng thực sự 28 Tết không về, không mà về đến mùng 1 Tết mới về. Mùng 1 Tết đi chứ xuống Long An, rồi bao giờ về Long An, rồi mùng 4 mùng 5 về lại nhà phi công té ngủ một đêm, rồi nó đuối đi là mùng 10 mới được về lại Hóc Môn. Mùng 10 về lại Hóc Môn mà vậy là mới mùng 10 đây. Dạ, mùng 10 tháng giêng đây bà mới điện tôi, rồi điện tôi thì tôi đâu có biết đâu. Bà nói xe người ta thuê đi nhiệm vụ, em phải theo xe thôi, ai bà đi với cái thằng nào mà cỡ chiếc xe riêng lên bó lên xe bay chỗ đấy, rồi lái đi. Rồi bà ngồi xe mà bà ngồi bên sau, bà có quay cho coi. Rồi xuống đi Long An là tôi điện thoại liên tục, bà nói như mạng không có, một cái nhà mà 20-30 người xài mạng yếu lắm không được. Tôi nói thôi em mở camera anh coi thử cho sao lại không mở. Xem em đang ở mấy ai hả? Nó nói là họ không mạng yếu lắm mở không được. Có một lần là tôi bấm cái là tôi gọi là vô tình đó. Thấy người là bà tắt camera liền. Thấy còn mặc cái áo ngực có hai cái dây đây. Rồi xong rồi. Nhưng mà thấy từ khúc đó sau. Trắng trắng đúng không? Ừ. Vậy là xong rồi. Rồi. Thì tôi vậy nghĩ... là mùng 10 Tết mới về ở với chú. Mùng. Nhưng mà người phụ nữ này có xe hơi là xe gì chú? Xe... Đẹp không? Innova. Loại 2006, 24 năm rồi. Ôi, 2006. Cái thằng... Xe là 150 triệu. Cái thằng Innova 150 triệu. Cái thằng phi công trẻ này nó ăn cò, nó có xe bao bãi nó mua để nó ăn cò, bà không biết. Thì lúc bà dự làm vợ ở nó mà thì nó nói bà tin, thì tớ mua cái xe bà nói 230, mà giờ thiếu 30 nữa anh giúp giùm em, là tôi nói không có thể được. Thì... xe nếu hai đời như vậy là con nghĩ là bây giờ chắc 130-140 thôi à? Dạ đúng rồi, 130-140 à, mà nó kênh lên 230 là nó ăn cũng cả trăm không, rồi. Không tới 130-140 đâu. Không, vậy hết đắt là giá chỉ vậy thôi, đời 22 là rồi đời sâu rồi. Rồi khi mà bữa khi khám xe á, xe bệnh nó mục nát hết rồi. Ôi mục nát thì dục đi rồi. Cả cái gì mà dưới cái cửa mà bước lên nó oxy nó muốn rớt ra hết rồi. Mà lốp đồ hư hết, nứt hết. Rồi đi cắm xe vô cắm định là không được. Bà nói giờ em có tiền, bây giờ đi cắm xe mà xe nó cũ hết, đồ nặng hư quá, thì bây giờ phải thay đồ mới mới vô khám được. Rồi tôi đưa cho bà hai chỉ vàng đó, đưa cho bà luôn á. Cho con hỏi lại, trước khi chú cho mượn vàng này là hai người đã gặp nhau chưa, sống chung chưa? Thì sống chung đâu chứ, lúc anh lấy nhau rồi mới đưa chứ. Ui giời ơi, vậy là về nhà chú rồi. Thế là về chú hôm đó là người ta đi xe gì? Chú lên nhà chở đi à? Chú tới nhà người ta. À. Chú đi bằng cái gì? Xe đó. Ba bánh. Xe ba bánh đó. Chú chạy con ba bánh này. Cái ba bánh. Cái tay nó chết nhưng mà chú quéo vào chú chạy vậy chú. Ôi còn cái tay đây nó mất cảm giác nhưng mà chú chạy chắc không ai chạy lại đâu. Chú tốc độ xe của chú là tốc độ được 20 km trên giờ không? Quý ơi, ra đường rường chú chạy mấy tấp chục. Ôi trời ơi kinh. Chú nói thật đấy. Chú mới làm ba bánh này, chú lên thấy lên mạng đẹp quá chú. Trước chú làm mấy bánh? Hồi trước là hai bánh. Bây giờ độ lên con ba bánh luôn. Độ ba bánh là chú lên mạng chú thấy, thấy đẹp. Nó đẹp quá chú đem xuống như đầm sen á. Thế làm. Là chú chạy từ nhà chú mà tới nhà cô này là sao? Bảy cây. Mình đánh con này đi chở bà luôn. Đánh con ba bánh đi chở bà. Vô nhà luôn nhá. Vô nhà chở bà. Chứ chồng bà lý gì đâu mà. Không con hiểu. Là chú đánh con ba bánh này là đến nhà người ta. Chở cô ta về nhà chú. Nhưng mà chú không được vô nhà, chú chỉ ngồi cái ghế đá ở sân, quỳ sân có ghế đá. Để chở, cô ta có lên xe không? Lên chứ. Ôi giời ơi, có trả đồ đạc, tiền vàng bạc không? Có chứ. Vậy theo này thơm này. Thế là lúc đi trên xe, chú chờ chú có hồi hộp không? Không, đâu có sợ gì đâu, quýnh tôi đâu dựng dễ đâu. Không, nhưng mà con biết là, nhưng mà ý chứ con đang nói là chú có hồi hộp là sắp được gặp vợ không? Sắp được có vợ không? Hồi hộp chứ. Ôi giời. Giờ chở đi ra, chở đi nhận nghỉ với ai đâu? Ba nhận nghỉ à? Nhận nghỉ đâu chú? Nhà nghỉ Bình Mỹ, nhà nghỉ Bình Mỹ Củ Chi à? Bên Bình Mỹ Củ Chi đúng không? Dạ. Ôi kèo này thơm rồi. Thế là thằng này là chết với cụ luôn. Thì cả từ ngày đi nhà nghỉ tới ngày mà giờ ở nhà chú là ăn được 11 điếu. 11 điếu à? Ui giời, bao nhiêu tháng chú?
bốn năm tháng, nhưng mà có về Nhưng một mà sao lần, 4 năm tháng mà bao nhiêu ngày về một lần rồi có 11 có điếu. một bữa về ở 13 ngày đêm mà cô nó cô bệnh thôi. Là mình không dám làm đi à? Mình quân tử không nên, cái đời chú á, vợ với chồng khi mà chú vui vẻ tôi mới thèm, mà chú không vui, vợ không vui tôi đã không thèm rồi, tôi Được cũng thích cái đó nó như vậy. Cái việc à, hai người còn đồng ý vui vẻ nhau thì nó mới cực cực cảm hứng. nó mới phê đúng À, nếu phê cũng không? được, cũng như thuốc lào kéo một hơi không biết phê chứ, cái này không thích thì mình có làm cũng như mình nghi hiếp dâm hay là mình cho con vật Thế chứ. phê. Vậy là 11 điếu chú nhớ luôn, Nhớ chứ, con hỏi thật là chú nhớ luôn từng nhớ từng nhớ lần một. nhớ Đây là kỷ niệm khó quên, nhớ mày thích ha, lâu này không có vợ thấy phê. có clip cái kia quay lên hết rồi mà. À, bây giờ cho con hỏi tiếp này, con hỏi tiếp. Vậy là chú cho người ta mượn tiền hay là người ta ăn trộm tiền vàng bạc của chú? Không, cái này không phải dây là mượn mà không phải là vay. Cái 4 triệu á là khi á bà nó đi chân cá bây giờ này nó lỗ thì tôi cho 2 triệu bà nó bù lỗ cho bà, còn 100 á là cái xe mới mua cúp 50 này gắn cái băng số vô 100 là triệu không mua cái xe cúp 50 này là 18 triệu là gắn cái băng số vô là cái tiền công nó lấy là 80, tôi cho 100 luôn là cái tiền bù lỗ cá lỗ nữa là 2 triệu, là 2 triệu mốt. 2 triệu mốt bữa bà đem xe lên Lâm Đồng nó bán á, là cái anh này là anh này là bồ của bà là cứ hấu lẹ lên nhớ để Lại bộ nào nữa? thằng Lâm ở Lâm Đồng nữa chứ. Ôi giời, năm bộ ấy. Bây giờ bà ở thằng này chứ à, rồi Giời. là cái giờ tiền xe với tiền tài mà con ông đấy lái dùm lên mà bà nói phải trả tiền tài nó còn hết 900, tiền xe còn hết 900, tôi nói trời sau giờ anh đưa em 2 triệu cái tiền này rồi là em còn lên là cái ngày em về để tổ chức đám cưới anh Tổ chức đó đám cưới. nè chết đã ngày Chú dự định bao giờ đám cưới? đám cưới ngày 19 tháng 4 âm lịch 19 tháng 4 vừa rồi, âm à, lịch vừa rồi. mà bà đi ngày 10 11 trước khi cưới 8 ngày là đi rồi. à, trước khi cưới 8 ngày bà nói Khoảng một mà tuần là đi mất. à, bà nói lên 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 thế bà quản kia đem cái xe lên cho cái ông bồ bà bán giùm là cho Xe đến hơi á. cái xe bảy chỗ đấy Xe hơi. để người ta mua xe khác. Anh nói chắc cũng ngứa ăn cứ điện liên tục bà như này là cầm lỏng đổ cứ lật lật đi Cái này đồ ba chạ rồi chú ơi. rồi giờ anh nói rồi là 20 triệu đấy là cái tiền là 10 triệu á là tiền lễ là ngày đám cưới là tiền gọi là tiền công dụng á thông dụng á Là 30 triệu. không 10 triệu là tiền thông dụng Công dụng là tiền gì? tiền thông dụng để chú cho tôi xem quần xem áo cho ngày cưới đó là tôi gọi là tiền thông dụng á Tiền thông dụng à, rồi. còn 10 triệu nữa là đi nhà nghỉ với bà là cho bà Cho một lần 10 triệu. 7 triệu có 3 triệu có 5 triệu có Vậy là cho nhiều lần. à, nhiều lần là 10 triệu Ui 10 triệu giời ơi, với sao là chú này 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 10 này triệu với 2 triệu sao mốt đấy? là tiền cá lỗ bán cá bị lỗ Nhưng mà sao chú lại dễ dãi vậy? không biết mình buồn buồn ngái gì đúng nó không? Gì buồn mình dữ đi, mình đi vô đấy là hai người cùng thích, nhưng làm sao mà lại phải đi xong lại phải đưa biết cái tiền? dưỡng bù dưỡng ái bây giờ cho nậu nó chứ Nhưng mà tiền chú để đâu mà rồi chú đã cầm đi cái nhiều vậy? tiền ở nhà có mình chú ở mà Đến lúc nào đúng chung rồi? cô chú cứ để trong hộp cờ khơi ra nhà chú ai vô á Ôi có khi giời. tối chú muốn tôi đóng cửa đâu mà chú có hai cho bằng rơi vô nó bú lên rồi đầu luôn Bệnh gì? à, nó cắn chết luôn Ôi giời. mà cửa là khóa rồi nó vô là hai cho bằng rơi nó bút liền như có đâu Vậy là chú bơm cho 5 triệu, 3 triệu, 10 triệu, 7 triệu. à. 7 triệu. Tổng còn cộng chú bơm cho cô ta là bao nhiêu lần tiền? thì tiền thì tất cả 24 triệu đấy với cái điện thoại mua điện thoại di động là 5 triệu lộn Rồi như có vàng không? Vàng thì một cái hai đấy một cây hai ba à, Ôi giời có bằng chứng trong máy kia nhưng mà vàng là chú cây hai là dây chuyền hay là nhẫn hay là hai à, cái dâm lát một cây lắc một cây cái hai chỉ vàng là mẫu chỉ mẫu không một chỉ là đưa đi sửa xe để đi khám gọi là hai cái nhẫn trơn à, một cái lắc một cây hai nhẫn trơn là chừng đám cưới là trao qua đeo lại đó à đeo qua là à, là đeo nhẫn cưới rồi cái dâm lát một cây rồi tôi hứa là ngày cưới là tôi sẽ đi một xe giường một cây nữa Ôi giời ơi là chú hai chơi cây sang quá mình chơi sang quá biết thế đâu ngủ nhưng mà quá sao mà giờ, vậy giờ con nó chứ ôi thằng con trai tôi là thầu xây dựng giời nó chứ nó nói ba ngu gì ba ngu ba điên ba dướng bù dướng ngay ba ngu quá mà nhưng mà chú thấy là làm con trai mình nói như vậy là đúng hay sai đúng còn chưa mày con đưa tiền ba đòi đưa nữa đưa thì ba đưa hết cho nó rồi À, vậy là chú đòi tiền con trai chú à, là để đưa cho bò tôi còn gửi nó cấp giùm tôi 1 tỷ nữa mà đó.
còn con là tôi cho tiền đâu đứa rồi ra đó, đứa đó rồi cháu nội chưa gọi gì chưa có vợ, tôi không cho đứa ba chỉ thử hết. Nói chung kinh tế là chú ổn, rồi tôi có chết là không có dính líu gì nữa, nói chung là kinh tế là ổn. Nhưng mà chú có khoe mấy cô gái này là cái cô ta là chú còn 1 tỷ không? Không, tôi nói nó có 500 à. Ui giời, 500 là cũng to lắm rồi. Mình giấu 500 nó rủi nó môi hết rồi, nó bỏ mình con mình, nó ghét nóng luôn nữa, chết cha luôn. Đấy, nhưng mà không, đó. Chú chỉ bảo tôi chẳng có đồng nào cả. Nếu thực sự người ta thương là người ta thương. Không có đồng nào, 5 triệu đâu. Đấy, thấy chưa? Nó có, nó mới chịu, chứ không có, 5 triệu. Đấy, thế cho nên là phụ nữ, những người con nó thật nghiêm túc. Bởi vì con thấy chú con nói chuyện rất nghiêm túc. Chú hiện nay chú biết rồi, trước đây chú rất mạnh mẽ đúng không, nhưng đến giờ phút này tuổi cao sức yếu mà chú hiện nay là chú đang so với người ta là chú yếu hơn người. Dạ. Yếu hai chân thôi đấy, đi nó đầu từ bọn đùi là mong đích đi không đấy đâu. Vì vậy cho nên bây giờ ai mà ở với chú là cái tình yêu nó phải thật mãnh liệt thì người ta bảo chú, còn hai nữa là không đó. Bây giờ thưa đấy. Như cậu hiệp sĩ anh ấy Bình Dương, nếu mà trung thủy tôi lo hết, ăn uống tôi lo từ nổ trời, quần áo giặt tôi làm hết, nấu cơm tôi nấu cho ăn, chén tôi rửa cho. Tôi siêng lắm, mình thứ nhất là không quýt phụ nữ, không quýt đàn bà. Nhưng mà ra đường á, tôi gọi võ sĩ đạo, võ sĩ thì phải kiềm cái đạo đức. Chú quýt tôi hai bàn tay vẫn đứng nghiêm để cho dằn lại cho chú hết cơn giận chú. Nhưng mà chú quýt bằng vũ khí sắc bén như dao, như đá, như đầu phay. Phải tự vệ, phải tự vệ lên. Nhưng chú tát bàn tay, hai bàn tay vẫn đứng nghiêm cho chú đánh. Nhưng mình đã bị sai thì để người ta đánh cho ta hết cái công nhận người ta đó, chứ là mình khó thi đào là phải kiềm thi đào đạo đức. Thế là phải hay là mình chạy một đoạn đường để cho tập bước cái giọng ta đi, chứ mình đừng là đứng đó. Dạ, thế là vậy là cô ta là bỏ chú đi từ hôm mùng 10 đi hôm mùng 10 xuống rồi tới nhà thi công trẻ là bữa mùng 4 mùng 5 nó nói hai bữa đó mà không nhớ ngày, rồi mùng 10 nó mới về. Mà người thân viên nó về nó mới gọi điện là nó ở với tôi, là về là gọi điện là đi nhà nghỉ một bữa đã, là phải làm điếu đó, đêm điếu nữa rồi mới về ở ở là bắt đầu tôi mới đi xếm vàng. Hôm đấy quyết định là kèo thơm này mới đi xếm vàng đấy, thì là bị điếu đó, điếu là điếu thuốc lào đã quá, điếu thuốc lào này cao quá, dạ mới đi xếm vàng, điếu thuốc điếu đấy là một cây nè, điếu là một cây vàng, một cây cây là hôm bữa chúng mua cái vàng giá nhiêu? Bảy mấy? Bữa nay mua sau ba. Sau ba? Sau ba chúng mua sao không có rẻ à? À đầu năm đúng không? À đầu năm. À đúng rồi đầu năm sau ba. Đúng rồi đúng rồi. Mấy rồi. Đúng rồi đúng rồi đầu năm 73. Còn giờ thì bảy mấy không? 75. Mà nói chuyện mọi việc gì của nó tôi lo từ A tới Z hết, không từ cái túi mang đây tôi cũng đi may cho. Rồi cái gì tôi cũng lo, nó sai gì là tôi chạy cái đó. Thế là cô ta đi bây giờ không lời từ biệt luôn. Bây giờ nó về rồi nó ở nhà chồng nó hấp mốc đây, nó gì mới gì chủ nhật đây. Bên chồng nó thằng chồng nó về điện tôi lên đây. Nhưng mà hôm qua nay tôi không lên được, nó bây giờ chú lên, con em chồng nó giờ chú lên cũng làm gì bà vô nhà bà đóng cửa bà ở thôi. Chỉ còn hổ kêu bà mở cửa thôi. Chỉ giờ chú lên hiệp sĩ Bình Dương mới được. Xuống tập, nãy giờ bà ngồi nhà chị hai đây, bà chửi chú quá trời giờ. Bây giờ cho con hỏi, tất cả vàng bạc chú đưa cho người ta là đưa cho mượn hay cho? Không, cái vàng không phải cho, mà vàng này sắm để chờ ngày đám cưới. Rồi cô ta nó bây giờ trước cũng đeo, sau cũng đeo. Anh đưa em đi trước ít ngày để cho mở mày mở mặt cho bạn bè em khỏi cười chơi, lấy ông già bằng giấy số. Rồi chứ chị em bên chồng nó khỏi cười chơi. Vậy là thế này, con xin phép ngắt lời chú này. Vậy là đầu tiên là quen biết, sau đó là lại sinh tình cảm. Và sau đó nữa là hứa hẹn, là cưới xin và sống chung. Vì vậy chú mới mua vàng và chú mới sắm vàng hoặc chú mới bơm tiền cho người ta. Rồi, về đúng nhà, không? Về nhà chú hứa đàng hoàng rồi, rồi. Chú mới sắm. Nhưng mà đến giờ phút này là thực sự là cô ta lừa. Cô ta lừa. Vậy mà... là đây là cái dấu hiệu khác nhé. Đầu tiên là sinh tình cảm khác, nhưng nếu người ta ở với chú thời gian thì nó khác, nhưng mà đây người ta lại không ở với chú mà mục đích chính là người ta dụ chú là cứ xin đàng hoàng ở chung, người ta moi tiền, khi moi được hết tiền hoặc là moi được một số tiền nhất định đến giờ phút là người ta bỏ chú, đó là hình thức gọi là lừa đảo rồi. Chú làm đơn công an chưa? Chưa, có đơn kia mà rồi ta giết cũng được mà. Bây giờ này không cần chú biết, xíu nữa còn anh em đi hướng dẫn chú ra văn phòng luật sư nhờ ta tư vấn, tự người ta đánh máy cho gửi lên cơ quan công an. Không có mẫu được kia hết rồi. Có mẫu tòa án học một đưa hai tờ. Gửi công an. Công an có mẫu tố cáo. Tòa án, cái này của chú là ra công an rồi, không có tòa án là được. Rồi cái mẫu kia có rồi. Rồi được rồi, anh em sẽ hướng dẫn chú sau. Cái giấy ly hôn nó cũng được chú giữ. Rồi để anh em sẽ hướng dẫn chú. Bây giờ này. Hiện nay con hỏi thật chú này là khi chú phát hiện là cô ta gạt mình ấy, chú có bức xúc không? Bức xúc chứ, mà vừa hận mà vừa thương, cũng còn thương. Thương gì mà thương chú? Mà giờ này ba quỷ cho tôi kể lại với
thì Bình Dương là như vậy. Đầu tiên hôm tháng 2 là thầy coi là ngày 12 tháng 2 là âm lịch là đám cưới, bà nó không kịp để em lên dọn đất hả, rồi chờ ngày kêu xe nó vô nó xới đất để mưa xuống là trồng cà phê đã, nó có 3.000 m trên đó. Rồi nó về là đi 1 tháng đó, về vẫn ông Dung vui vẻ, ăn ngủ tôi vui vẻ. Cái đợt hai á là nó lên nhờ cái ông Sầu đi kiếm giùm, chở đi kiếm giùm cái xe xe cô bé để vô xới đất á, là gặp cái ông Khương là mổ này. Thì ông Khương là mổ là có nói với nó là khi đầu là kêu vô uống cà phê, thì hai người vô uống ngồi đó uống cà phê, rồi là con Phượng là nó nói em không có chồng, thì ông Rồi, Khương nói nó chung là con xin phép chú này. Đây là cái câu chuyện mà người ta cố tình gây gạt chú rồi. Bây giờ cái câu chuyện đó nó dài quá rồi. Con nói thật, bây giờ nếu để chú nói chuyện là nó liên miên nó tới trưa, anh em còn còn rất bận. Mà bây giờ cái câu chuyện này con thấy là nó cũng hơn 40 phút rồi. Nó cũng rất dài, là nhiều người xem, mọi người xem cũng không có thể theo dõi được. Thế vì vậy bây giờ mình chỉ nói chuyện một vài câu nó vắn tắt thôi. Bây giờ con hỏi thật chú này, chú thương cô ta điểm gì hiện nay? Không biết làm sao mà cũng thương vậy. Nhưng Thiếu gì mà người đâu chú, thiếu gì người, không, nhiều người trên clip mà ghép yêu thương nhiều người lắm, đúng thương rồi mà chú không có đồng ý, chưa đấy. đồng ý. Thế tại Cần sao chú, Thơ có, Bình Dương có, thế Đà tại Lạt sao mà có. cô chú có thể đồng ý cái nhưng người phụ mà nữ hiện nay, chú biết rõ là người phụ nhưng nữ người ta quen mà quá nhiều người rồi. nhưng mà nhiều người lắm, bởi vì tại sao cái thằng cháu nội tôi ấy, là bà ngủ ở nhà chú lấy cái máy đường cháu nội nó gắn cáp cho nó chạy hết cả chương trình trong cái tài liệu trong máy bà qua mấy chú ở đâu Để làm gì? chạy qua chú biết được bồ bịch của bà trong máy bà đó mới qua được mấy chú mới biết được chú điện trên Lâm Đồng Không, con hiểu rồi, nhưng bây giờ mình đã biết sự thật rồi. Biết là người ta quen quá nhiều, thậm chí hàng chục, thậm chí hàng vài chục. nhưng mà nó còn nghiệt cái chỗ này nữa này, nó nhắn tin lên giường còn kia nó ham là nó sẽ đâm tôi. Thôi được rồi, cái đây tính sau, cái đây anh em sẽ giải quyết Nó đâm nha. tôi Rồi cái đây anh rồi, em. nó cho ba người, nó đưa số điện thoại tôi ba người hỏi số nhà ở Thôi được đâu, rồi, nó hụ người ta hù chú đi. địa chỉ ở Rồi đâu. 3 người đến 300 người cũng kệ người ta. Rồi mình tính sau. Bây giờ cho con hỏi chú. Chú còn yêu cô ta điểm gì? Bây giờ hết rồi, Hết chưa? hết. Bây giờ tất cả thông tin chú chia sẻ với con, với anh em ở đây, là hiện nay các con và gia đình của chú biết hết chưa? Biết hết rồi Biết chứ, hết. Rồi, mọi người nhưng mà giờ có bức xúc tôi không? bước xuống hết rồi, con cháu rồi Bây giờ chú nó mong muốn nhất điều gì hiện nay? giờ mong muốn là nhờ tổ hiệp sĩ Bình Dương, bây giờ tôi cho nó là 24 triệu, tôi cho còn điện thoại của tôi mua phải trả lại cho tôi, Vàng trả bằng tiền chứ không phải là trả bằng cái trả bằng điện thoại chứ, trả điện bằng thoại tiền mới hay cũ? mới chứ, mới mua hôm tháng 2 ra mà, Dạ rồi rồi trả điện thoại lại chứ không phải điện thoại tôi mua sắm cho mà rồi vàng để đi điện với trai, bao nhiêu vàng còn vàng là 1 cây 2, tôi thế, sẵn sàng cho nó 2 chỉ, còn trả tôi là 1 cây với cái điện thoại còn thế thì hai. cũng đơn giản thôi. Một cây vàng bây giờ người ta trả chú là đơn giản rồi, hơn 70 triệu mất cái điện thoại. Để khỏi cháu nội tôi với con tôi nó chửi tôi, Rồi rồi là lấy lại 1 cây, rồi cho 2 chỉ, rồi mấy mấy chục triệu cho luôn. mấy chục triệu đó là cho 14 triệu, còn 10 triệu là trả tôi với 1 cây 2 vàng thôi, Rồi một cây hai là cho 2 chỉ, cho 2 chỉ còn lấy lại 1 cây với 10 triệu. một cây vàng bây giờ cứ cho là 75 triệu, và cái điện thoại 5 triệu là 80 triệu, 80 triệu mới lại lấy lại thêm 10 triệu chỗ kia nữa là 90 triệu, đúng không nhá? Rồi ok chú, bây giờ chú cho con hỏi lại là họ tên cô ta để lũ gì, Phạm Thị Bích Phượng sinh năm mấy, nguyên quán ở đâu? sinh 1973. Tất cả là hiện nay là theo thông tin chú chia sẻ là hiện nay là người ta gạt chú đúng không? Tất cả những thông tin mà chú chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ kính thưa đội hiệp sĩ Bình Thanh Hải Bình Dương, nếu tôi nói thêm nói bớt tôi sẽ chịu tội tử hình cũng được nữa, Có là mình phải chịu trách nhiệm nhá. phải chịu trách Rồi. nhiệm trước cộng đồng Rồi bây giờ rất là quá. anh em sẽ xin phép ghi hình đăng tải tất cả thông tin của chú lên tất cả trang mạng xã hội để tìm bằng được cô ta để giải quyết giúp chú, để hy vọng là chú lấy lại toàn bộ tài sản của mình. Bây giờ nói với em Phượng như này, anh vẫn còn thương em nhưng mà không bao giờ chắc là ở lại với em được nữa, vì trước đây em có quan hệ với thằng con anh rồi mà anh không biết, Ôi giời, vậy là con chú cũng làm rồi. chơi trước rồi Ôi chú, anh giời. không biết bây giờ cho nên đưa lên mạng, ghi hình trên mạng á, chương trình Phúc Nghĩa nó thấy nó nói bà không nên quen với bà này nghe không, bà này ghê lắm, con không đồng ý ba quen với bà này, thì tôi có nói, tôi nói sao cái hạnh phúc của ba mà con cấm cản được, chứ mày muốn vợ tao mày không nói tao đi tìm tao cứ vợ cho mày tao cấm cản không, mà sao cái hạnh phúc của ba con cản đó, mà con không đồng ý ba quen với bà này, sao á là bữa nó vô bà
cái con Phượng này nằm ở giường nhà tôi á, nó vô nó ra liền, nó nói xin phép ba cho con lại nắm tay diện đó, lại nắm tay rồi để đi ra đó. Vậy nhiêu đó là ba biết rồi, nhưng con sợ ba mơ, là quen nhau rồi à, sợ ba mơ muội quá ba lấy làm vợ, con không dám nói ra. Bữa nay bà bỏ ba đi 6 ngày rồi, bữa nay chủ nhật nay thứ 6 còn vô nói bà cái con này con chơi đâu. Nó không có gì đẹp, hai cái vú nó dài. Rồi, mình nói chuyện như vậy để hiểu rồi. Có nghĩa là hiện nay là con chú không đồng ý lấy ai cũng được, nhưng không đồng ý lấy cho người phụ nữ này. Rồi là chồng nó con biết luôn, nhà nó con biết rồi, nhà nó ở trên ngã ba. Bây giờ này, chú hôm nay chú về đây chú nhờ anh em mình xin Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm gọi là tìm người tình, tìm vợ trong mộng. Là tìm chú, người vợ sắp cưới tôi trong mộng. Là lừa đảo lấy tôi một số nữ trang chờ ngày đám cưới. Là nhờ thủy gọi là cô dâu đúng không, tìm cô dâu tìm cô dâu thủy Bình Dương là cầu cứu giúp chúng tôi để cho con tôi cháu tôi nó khỏi chữ tôi để tôi dưỡng già, chứ con tôi nó chơi theo đó tôi nó nói ngu quá đưa về rồi, rồi. Hết bây giờ nó rồi không... Chú có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tải tất cả thông tin của chú lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm thông tin chính thức người phụ nữ nào? Dạ đồng ý. Nhờ đội hiệp sĩ Bình Dương rồi, cảm ơn chú. Bây giờ hiện nay cái câu chuyện nó rất dài cô chú anh chị. Tại sao mà chú nói chuyện nhiều khi là công dân phải ngắt. Nhưng mà xin phép một số cô chú anh chị, nhiều khi anh em ngắt chuyện như này ấy, là bị một số người không hiểu biết và chửi tại sao cứ nhảy vào họng người ta. Là mình đã từng nghe rồi, nhưng mà chỉ có một vài người thôi nha. Là nhà nó kêu là nhảy vào họng người ta, nhưng mà không như thế là không được. Không như thế thì để chú nói chuyện mà cái này có thể đến tối. Đó, bởi vì anh em còn rất nhiều việc để làm. Hy vọng là các cô chú thông cảm nha. Rồi, hiện nay câu chuyện này của chú là năm nay 75 tuổi. Chú có hai trai, hai gái là con. Hiện nay có cuộc sống đời tư riêng hết rồi. Nhưng mà chú có mong muốn nhất là tìm được một người vợ đích thực để sống với chú những năm tháng tuổi già, đặc biệt chú hiện nay là chú yếu. Đúng rồi. Nhưng mà không may là gặp đúng gọi là đây là cao thủ võ lâm rồi. Chuyên gia đi gạt người đàn ông. Đúng rồi. Nhưng vì vậy chú đã sập bẫy. Đến giờ phút này chú sập bẫy tính tiền là khoảng hơn 100. Đấy, nhưng mà chú hy vọng là sau này gặp được chú sẽ lấy lại tài sản và lấy lại một phần nào đấy, còn cho một ít. Mà chú đây là cái câu chuyện thực sự rất đáng tiếc. Chú rất lớn tuổi này mà, bởi vì chú cũng nhiều khi là cha mẹ cũng không muốn sống với con, muốn sống cái cuộc sống độc lập riêng. Đấy, thế nhưng mà không ngờ là gặp mà cái ca này phải nói thực sự rất đau. Hy vọng đây là một bài học cho tất cả các chị gái, các anh trai hoặc các chú, các cô lớn tuổi. Nếu yêu thương ai đó là mình tìm hiểu thật kỹ, tránh tình trạng mà giống này. Thực sự đây là có 11 điếu chú. 11 điếu à? 11 điếu. Đấy. Mà tính là mất trăm mấy. Tính là điếu này thì điếu quá cao. Giá cao quá chú nhé. Rồi xin chào chú, xin chào tất cả cô chú anh chị và bạn. Xin chào bà con đồng mạng trong